Vậy là mình chỉ lên Đà Lạt cũng được gần một tháng rồi đó mọi người. Ban đầu mình nghĩ là mình sẽ phải tốn một khoảng thời gian rất là dài để có thể thích nghi được á, bởi vì mình đã quen với cái cuộc sống khá là nhộn nhịp ở Sài Gòn rồi. Cho nên là khi chuyển lên một cái thành phố hơi chậm chậm một xíu như Đà Lạt thì mình không nghĩ là mình có thể thích nghi nhanh được á. Đúng thiệt là lúc đầu mình chỉ có một mình thôi, nhưng mà mình thấy không có buồn lắm á mọi người. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với Tường Thuật trực tiếp tại thành phố Đà Lạt. Tôi là Ngọc An. Cái gì ta? Phóng viên thường trực tại thành phố Đà Lạt. Bây giờ tôi đang ở trên một cái đường gì đó của Đà Lạt, tôi quên tên rồi. Nó nằm ở sát bìa Hồ Xuân Hương. Và bây giờ tôi chỉ có một mình thôi mọi người à, nhưng mà tôi vẫn thấy rất là vui nha. Thấy á mọi người, cái nhịp sống ở Đà Lạt á nó hơi chậm hơn Sài Gòn thiệt. Ở Sài Gòn á là 8 giờ mấy mới bắt đầu ra đường đi chơi, còn ở Đà Lạt là mình thấy kiểu 8 giờ mấy là mọi người bắt đầu đi về ngủ rồi đó. Khách du lịch thì không nói nha, mấy cái khu mà ở trung tâm á thì nó mới đông, chứ thật ra là mấy cái khu mà ở ngoài đường á là mình thấy nó bắt đầu dẹp hết trơn, cho nên mình thấy nhịp sống nó hơi chậm hơn ở Sài Gòn một tí. Nhưng mà mình thấy nó lại hợp với mình đó mọi người. Ngay từ cái lúc mà mình ở Sài Gòn á là cỡ khoảng đâu đó 10 giờ là mình đi ngủ rồi, bởi vì mình cảm thấy là mặc dù nhịp sống nhanh nên nó cũng hơi chậm, nó ngủ hơi sớm thiệt, nhưng mà với cá nhân mình thì mình cảm thấy mình khá là hợp và thích nghi nhanh với lại Đà Lạt á. Mình thích cái cảm giác mà đi ra Hồ Xuân Hương ngồi vậy lắm mọi người, kiểu cảm giác nó rất là yên bình á. Nhưng mà có vài chỗ hơi thúi nha. Cái gì nó cũng phải nói sự thật. Quay trở lại vấn đề thì mình nghĩ là cái thời gian đầu mình ở Đà Lạt tới thời điểm hiện tại vẫn rất là ok, mình đã dần có bạn rồi. Nhưng mà thật sự là mình ở đây gần một tháng thì mình thấy cái việc mà mình chưa có bạn thì mình cũng kiểu tự mua vui cho bản thân mình được á mọi người. Mấy bữa nay mình có rất là nhiều những trải nghiệm vui vẻ luôn. Đây là lần đầu tiên mà mình... Đây là lần đầu tiên mà mình... Đất ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên cuộc đời mình sẽ lần đầu tiên mình biết. Lần đầu tiên mình dám kiểu thử một cái gì đó mà nó lạ lạ vậy. Mình đã tới nơi nhưng mà bây giờ nó sẽ có hai hướng, một là bên đây, hai là bên đây. Nghĩ là mình sẽ vô đây. Ở trong kia mình thấy có một cái hồ với cái đường thông. Cái đường gì vậy trời? Wow, đẹp quá. Cái này buổi sáng chắc đẹp lắm luôn á. Test mic, alo 1 2 3. Good. Ok, 1 2 3 4. Hello, mình mới tới đây. Ở đây rất là đẹp luôn mọi người, mà sao mình không thấy ai đăng gì ở chỗ này hết trơn vậy ta? Thôi chắc là nếu mọi người chưa biết thì thôi mình giấu cho riêng mình luôn ha, cho nó đỡ bị xả rác đè ở chỗ này. Khi mà mình lên trên Đà Lạt ở mọi người thì cái tâm thế của mình khác với lại khi mà mình lên trên Đà Lạt mà đi du lịch lắm. Kiểu mình cứ chạy đâu mình thấy chỗ nào lạ lạ là mình tấp vô, dù mình không biết là nó sẽ có cái gì mình cũng sẽ tấp vô. Ấy là khi mình du lịch tới thì mình sẽ sợ là ở trong đó nếu mà nó không có cái gì hết trơn thì mình sẽ bị tốn thời gian. Nhưng mà mình đi ở đây thì mình không có gì ngoài thời gian cho mọi người, nên là mình cứ thấy cái gì lạ lạ là mình sẽ đút cái đầu mình vô. Đã có 1-2 lần mình đi lại vài chỗ nó không có gì hết trơn. Bây giờ mình đang suy nghĩ là nó có một cái con đường á mọi người, mình đang không biết là có nên chạy lên không. Đây nè, thì mình nghĩ là nó sẽ dắt mình lên trên đồi. Mình có nên thử không ta? A few moments later. Cuối cùng thì mình cũng đã chạy lên. Hình như cái này nhà người ta hay sao mọi người ơi. Hello, có bị ngược sáng không ta? Cái máy gì đâu mà không có cái gương lật nó, tôi cũng không biết nữa mọi người ơi. Ở trên này nó cũng không có gì nhiều hết trơn á, mình chỉ là tò mò muốn chạy lên thử thôi. Nhưng mà chạy vô trong kia thì chó sủa quá trời sủa, cho nên mình phải quành ra. Thì đó, nói chung là nó không có gì hết trơn á, mình chỉ muốn chạy lên đây thử coi là nó có cái gì. Và mình phát hiện ra nó không có gì hết. Thôi thì ít nhất là mình biết được là nó không có gì để mốt chạy ngang để khỏi tò mò nữa. Several days later. Bây giờ là
4:40 mình bị giật mình tỉnh dậy á, cái xong tự nhiên mình suy nghĩ là mình có nên đi sang Mai không ta. Ok, let's go. Việt Nam nói là làm. Mình thấy trời sáng rồi nè mọi người, không biết có Mai không nữa. Mình đi một mình á, không có quay được cái đoạn đường á, cho nên là mấy bạn sẽ thấy trong vòng 2 giây mình tới nơi. Ok, let's go. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I... Sáng sớm thức dậy không ngủ, 4:45 chạy ra ngoài. Sáng mai, quá trời nhiều mây luôn. Hôm bữa là tới đây một lần rồi là bị mù không thấy mây, bữa nay là không có mây để thấy luôn. Cái khu bên đó mới có mây đó, còn bên đây trời ơi coi này quá trời nhiều mây luôn, mây bồng bềnh, mây cồng kềnh với xin mọi người. Cũng may là bữa nay ngẫu hứng đi thôi chứ cũng không phải là plan kỹ trước gì đó. Ra mà không có mây kiểu này tức chết, đi đâu cũng phải nê cái này theo hết trơn á, rất là bự nha. Hello. Hy vọng là mọi người thấy mình không có bị mất cái đầu ha. Mặc dù không có mai nhưng mà rất là đáng nha. Tại vì nó đẹp. Nói chung là yeah, hiện tại thì sau một tháng thì mình vẫn thấy mình rất là ok. Nói chung là cái sự cô đơn là cái mà mình sợ nhất. Mình không có sợ về cái vấn đề việc làm, mình không có sợ về cái vấn đề hết đây. Mình chỉ sợ một cái vấn đề là bị cô đơn thôi lúc mà trước khi đi. Mà sau khi mình đi thì mình thấy là mình vẫn ổn với điều đó. Nên lời khuyên của mình nghĩ là trước khi đi là mọi người nên, nếu được thì lập ra một cái list, một cái kế hoạch kỹ một tí. Tức là mình sẽ có thể làm gì ở đây á. Mình đừng có kiểu lên tới đây rồi mới tính mọi người. Mình nghĩ là phải tính trước á. Chứ không thôi lên đây nhiều khi mọi người sẽ bị vỡ mộng là ôi, tới lúc mình ở đây rồi mình mới biết là nó không có gì để mình làm hết hả? Cho nên là hãy plan kỹ đi. Rồi ví dụ lên đây mọi người có những hoạt động khác thì mọi người làm thôi. Những cái kia giống như là dự trù á. Trong trường hợp mà mình không biết làm gì thì mình lấy mấy cái đó ra mình làm. Ví dụ bản thân mình đi thì mình sẽ luôn là buổi sáng buổi chiều là mình sẽ đi quay, mình ngồi edit video, mình làm việc cái thứ. Rồi xong buổi tối mình sẽ đi chơi. Đó đó là cái plan của mình, cho nên mấy bữa nay là không có một phút giây nào mà mình rảnh hết đó mọi người. Để cho bản thân mình bận rộn á, nó sẽ làm cho mình không có bị cô đơn nữa. Có một số bạn thì người ta sẽ vui vẻ với cái sự rảnh rỗi đó, còn mình thì không nha. Đó là cái đầu tiên. Một cái tips nữa chính là mọi người có thể kiếm một cái lớp gì đó để học á. Ví dụ như mình đi học nhảy nè, bây giờ mình bắt đầu quen vài bạn vô lớp nhảy. Thêm một cái nữa đó chính là đừng có thuê nguyên căn ở, thuê ở trọ đi. Tại vì mình nghĩ là thuê ở trọ mọi người sẽ có dịp tương tác với những người ở chỗ khác á. Ví dụ chỗ mình đây là có rất là nhiều những người từ những cái chỗ khác nhau. Ví dụ như phòng kế bên mình là một cái chị ở Quảng Nam mới chuyển vô, thì những con người mà cùng một nơi khác đến đây á, thì người ta sẽ có một cái sự đồng điệu nhất định á, và rất là dễ rủ nhau đi chơi á. Và cái cuối cùng đó chính là hãy biết cách làm cho mình vui một mình. Ví dụ như mình đi, tối nào mình cũng sẽ ra Hồ Xuân Hương một mình thôi à, nhưng mà mình ngồi ngoài ghế đá cái xong một ngày á là mình sẽ thử một cái món ăn mới, một cái ly chè, một cái hộp sắp sắp, một cái món đồ chiên, một cái món đồ nướng đó. Nói chung là mình mỗi ngày mình đem một món ra Hồ Xuân Hương, mình ngồi mình kiểu cứ ngồi đó mình ăn thôi mà mình cảm thấy vui. Thì đó chính là những cái tips mà mình muốn chia sẻ với mọi người khi mà mọi người muốn chuyển sang một cái thành phố mới. Nếu sau này mình có tips mới thì mình sẽ chia sẻ thêm, nhưng mà hiện tại mình chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Ok.